Bạn có tin rằng quân đội Mỹ đã đánh rơi vũ khí hạt nhân? Thậm chí họ đã có tới 7 lần làm thất lạc loại vũ khí đáng sợ này. Không tin sao được khi một thợ lặn người Canada đã phát hiện ra quả bom hạt nhân nghi của Mỹ đánh rơi dưới đáy biển. Câu chuyện này đang làm dấy lên mối lo ngại trên toàn thế giới. Vào tháng 10 năm 2016, trong lúc lặn tìm hải sâm ở đáy biển gần đảo Pitt thuộc tỉnh British Columbia, Canada, một thợ lặn người Canada là Shin Smirichinsky đã tình cờ nhìn thấy một khối lớn hình cầu quái lạ. Anh kể, hôm ấy tôi cùng hai người bạn là thuyền trưởng Richard Hamilton và thợ lặn Chrissy Anderson dự định tiến hành một đợt lặn. Tôi xuống nước đầu tiên, biển rất đẹp, màu xanh lá cây trong suốt. Gần đến đấy, tôi thấy khá nhiều những con hải sâm nằm rải rác cạnh những mô đá. Tôi nghĩ chuyến này trúng lớn rồi đây. Tuy nhiên, lúc bắt đầu tiến về phía những mô đá, Smirichinsky bất ngờ gặp một vật thể bí ẩn. Smirichinsky nói tiếp, tôi chắc chắn rằng nó không phải là một hòn đá, mà là một cái gì đó do con người tạo ra. Nó không dài lắm, có hình tròn như quả bí đao khổng lồ cùng mấy chiếc đai ràng xung quanh. Được cố định bằng hàng tá những bù lông, lớp vỏ ngoài của nó xù xì, có lẽ vì bị nước biển ăn mòn. Trong giây lát, tôi liên tưởng đến UFO mà tôi đã từng xem trong những phim khoa học giả tưởng. Sau khi nhặt xong mớ hải sâm nằm gần vật thể lạ, Smirichinsky trồi lên mặt nước rồi nhanh chóng kể lại điều mình đã nhìn thấy cho các đồng nghiệp nghe. Thuyền trưởng Hamilton cho biết, Smirichinsky vẽ lại hình ảnh của vật đó lên tấm khăn ăn bằng vải trắng và kết luận rằng nó chính là một UFO. Tôi chỉ cười. Trong đầu tôi nghĩ anh ta đã tưởng tượng quá mức vì theo tôi, có thể đó là một quả thủy lôi mà quân đội Canada đã thả xuống để phong tỏa bờ biển nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của tàu ngầm Đức Quốc xã hồi Thế chiến II. Tuy vậy, anh ta vẫn treo tấm khăn này trong cabin của tàu như để khẳng định UFO là có thật. Gần 2 tuần sau, khi chiếc tàu của thuyền trưởng Hamilton quay vào bờ để tiêu thụ số hải sâm đánh bắt được, Smirichinsky mới có dịp vào thị trấn Kootenay. Lúc nghe anh ta kể về vật thể lạ ở dưới nước và tấm hình vẽ trên khăn ăn, mấy ngư dân lớn tuổi cho biết đó có thể là một quả bom. Một ngư dân trẻ tuổi tò mò hơn, lên mạng internet tìm kiếm và tá hỏa khi nhìn thấy hình vẽ của Smirichinsky giống y hệt quả bom nguyên tử Mark 4 mà chiếc máy bay B-36 của không quân Mỹ đã đánh rơi ngày 13 tháng 2 năm 1950. Ngược dòng lịch sử hơn 70 năm về trước, vào lúc 7 giờ 27 phút sáng ngày 13 tháng 2 năm 1950, tại căn cứ không quân Caswell, bang Texas, nơi đồn trú của không đoàn ném bom chiến lược số 7 Mỹ, một sĩ quan kiểm soát không lưu nhận được tin chiếc pháo đài bay Convair B-36B số hiệu 4492075 đã bị rơi trên vùng biển miền Bắc tỉnh British Columbia, Canada. Đáng sợ hơn cả là trên chiếc máy bay này có một quả bom hạt nhân ký hiệu Mach 4, trong đó có chứa tới 2.300 kg chất nổ TNT cùng với thành phần chất phóng xạ uranium mà khối lượng không được tiết lộ. Trên thực tế, nếu theo đúng kế hoạch, chiếc B-36 cất cánh từ sân bay Elson, thành phố Fairbanks, bang Alaska sẽ đến sân bay Caswell, cách đó gần 6.000 km về phía đông nam vào lúc 6 giờ 30 phút sáng để thực tập một vụ tấn công hạt nhân mô phỏng nhắm vào Liên Xô. Phi hành đoàn này gồm 15 người, cùng một chuyên gia về vũ khí hạt nhân và một chỉ huy ném bom. Ban đầu, chiếc B-36 bay qua vùng biển Bắc Thái Bình Dương trên khu vực cánh son giữa bang Alaska và tỉnh British Columbia, Canada. Tiếp theo, nó vượt qua bang Washington và Montana. Tại vị trí này, chiếc B-36 sẽ lên đến độ cao 12 km, rồi tiến hành vụ ném bom mô phỏng vào mục tiêu là thành phố San Francisco, bang California, được giả định như một thành phố của Liên Xô. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ hạ cánh xuống sân bay Caswell, bang Texas. Thời điểm đó, thời tiết lúc chiếc B-36 cất cánh rất lạnh, ở độ cao 8 km trên bầu trời Alaska. Nhiệt độ lúc đó là âm 40 độ C. Đến 7 giờ, 3 trong số 6 động cơ cánh quạt đột nhiên bốc cháy, nên cơ trưởng đã ra lệnh cắt hẳn nguồn cung cấp nhiên liệu cho cả 3 động cơ này.
Chưa dừng lại ở đó, ba động cơ còn lại cũng bị giảm công suất, mà nguyên nhân về sau đã được các nhà điều tra chứng minh rằng các cửa hút không khí của tất cả 6 động cơ đều bị băng tuyết bám vào, dẫn đến hệ quả là lượng khí cung cấp cho buồng đốt thiếu hụt hẳn. 10 phút sau, lúc đã thông báo sự cố với Bộ Chỉ huy Không đoàn ném bom chiến lược số 7 và được phép tùy nghi xử lý, cơ trưởng chiếc B-36 quyết định cho phi hành đoàn nhảy dù thoát khỏi máy bay vì với 3 động cơ còn lại hoạt động rất ì ạch nên không thể kéo dài hành trình. Trước lúc nhảy dù, theo ý kiến của chuyên gia vũ khí hạt nhân cùng sĩ quan chỉ huy vụ ném bom mô phỏng, cơ trưởng chiếc B-36 đã cho vứt bỏ quả bom hạt nhân xuống biển do sợ máy bay sẽ rơi trong đất liền. Mark 4 là loại bom được sản xuất lần đầu vào năm 1949. Thiết kế của nó được dựa trên thiết kế của loại bom hạt nhân đã được người Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945. Quả bom có chiều dài 1,5m, đường kính 3,3m, nặng 4.940 kg. Nó được kích nổ theo nguyên tắc lõi hạt nhân plutonium được đặt bên ngoài quả bom. Trước lúc thả bom, một chuyên gia sẽ kích hoạt cơ chế hoạt động của lõi hạt nhân này. Khi bom được thả khỏi máy bay và gần đến điểm nổ, lõi bom sẽ tự động đi vào khối vật liệu uranium. Lúc ấy, hiện tượng phân hạch hạt nhân sẽ diễn ra, mang lại sức nổ từ 1 đến 31 kiloton tùy theo từng phiên bản. Phương pháp này được người Mỹ gọi là khái niệm vũ khí an toàn, nhằm đề phòng trường hợp bom bị thất lạc hoặc bị đánh cắp, sẽ không ai có thể làm cho nó nổ, ngoại trừ những người nắm được bộ mã khóa kích hoạt lõi hạt nhân plutonium. Ngay sau khi quả bom được vứt bỏ, khi tất cả mọi người trên chiếc B-36 đã thoát ly khỏi máy bay, Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược Mỹ ở bang Nebraska lập tức thông báo cho Không quân Hoàng gia Canada đề nghị nơi này mở chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn, nhưng họ giấu nhẹm thông tin về quả bom hạt nhân Mark 4. Kết quả là chỉ có 12 người được cứu sống, 5 người còn lại tử vong do hạ thân nhiệt vì phải ngâm mình trong nước biển lạnh giá. Và mặc dù vụ cứu nạn đã hoàn tất, nhưng Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược Mỹ vẫn lặng lẽ truy tìm tung tích quả bom trên danh nghĩa, tìm xác chiếc B-36. Phải mất 3 năm sau, họ mới thấy chiếc B-36 trên triền núi Kolozhet, cách thị trấn Hira, bang Alaska, khoảng 80 km. Và cuối cùng, sau khi thu thập hai chiếc hộp đen và phần khoang máy bay nơi đặt quả bom hạt nhân, các chuyên gia Mỹ đã dùng chất nổ phá tan chiếc B-36 thành từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên, riêng quả bom Mach 4 vẫn bật vô âm tín. Các khảo sát tiến hành nhiều năm sau đó không ghi nhận sự gia tăng mức phóng xạ bất thường trong nước biển cũng như trong không khí, nên Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược Mỹ để mặc cho nó chìm vào quên lãng. Nhà sử học The Scepter, tác giả của cuốn sách Lost Nuts, nói về vụ bí mất của quả bom hạt nhân Mach 4 cho biết: sau nhiều năm im lặng cũng như tìm cách đánh lạc hướng dư luận, người Mỹ cuối cùng đã thừa nhận để mất quả bom hạt nhân. Tuy nhiên, quả bom ấy đã nổ hay vẫn còn nằm im tại một nơi nào đó thì vẫn là dấu hỏi. Mặc dù các phi công và những thành viên trong phi hành đoàn của chiếc B-36 may mắn sống sót, tất cả cũng đều khẳng định Mach 4 là quả bom giả, bên trong chỉ chứa chì và thuốc nổ TNT, nhưng cũng không thể xóa bỏ nỗi sợ hãi của dư luận. Đại úy Barry, cơ trưởng chiếc B-36, trả lời một cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình CBS: khi máy bay gặp nạn, chúng tôi đã quyết định vứt bỏ nó, bởi lẽ lúc ấy chúng tôi không chắc chắn về nơi máy bay rơi có nằm trong những khu vực có người sinh sống hay không. Lượng lớn thuốc nổ TNT trong quả bom có thể sẽ gây ra nhiều thiệt hại. Nhưng dù gì đi chăng nữa, phải đợi đến khi Hải quân Canada sờ được vào quả bom thì lúc ấy mới biết nó là bom giả hay không, nếu những nhân vật có thẩm quyền của Mỹ và Canada quyết định nói thật cho công chúng biết. Trên thực tế, quân đội Mỹ đã phân loại các tai nạn hạt nhân theo mức độ nặng, nhẹ khác nhau, gọi là mũi tên gãy, giáo gãy hay lưỡi dao cùn. Trong đó, tai nạn mũi tên gãy được xem là nghiêm trọng nhất, bao gồm bom hạt nhân bị mất, bị nổ và thả nhầm. Kể từ khi quân đội Mỹ được trang bị vũ khí hạt nhân, họ đã để xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giáo gãy, trong đó có gần 100 vụ để mất đầu đạn hạt nhân. Đến nay, vẫn còn hơn một chục quả bom hạt nhân chưa tìm thấy. Phần lớn chúng bị chìm ở dưới đáy biển sâu mà khả năng kỹ thuật hiện tại chưa thể với tới được. Sau quả bom hạt nhân bị thất lạc đầu tiên vào ngày 13 tháng 2 năm 1950, vụ tai nạn bom hạt nhân thứ hai của quân đội Mỹ là vào ngày 10 tháng 3 năm 1956.
Ngày hôm đó, một máy bay ném bom B-47 của Hoa Kỳ bay từ căn cứ không quân Matthew ở Florida đến một căn cứ không quân ở nước ngoài. Khi chiếc máy bay B-47 bay ở độ cao 7.000m đang chuẩn bị để tiếp nhiên liệu trên không, thì bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar. Lúc đó, chiếc máy bay ném bom này đang mang theo hai quả bom hạt nhân. Sau vụ tai nạn, quân đội Mỹ thậm chí không thể tìm thấy xác máy bay và hai quả bom hạt nhân trên máy bay. Cho đến nay, vẫn chưa có tin tức gì về chiếc máy bay bị mất tích này. Đây là quả bom hạt nhân thứ hai và thứ ba mà Mỹ bị mất tích vẫn chưa tìm thấy được. Chưa dừng lại ở đó, ngày 28 tháng 7 năm 1957, một máy bay vận tải C-124 của Không quân Hoa Kỳ vận chuyển 3 quả bom hạt nhân từ căn cứ không quân Dover. Khi bay qua Đại Tây Dương, chiếc máy bay xảy ra sự cố về bộ phận cơ khí nên không thể bay với trọng tải quá nặng. Để đảm bảo an toàn cho chính mình, các thành viên phi hành đoàn đã phải thả bỏ 2 quả bom hạt nhân xuống biển để giảm tải. Hai quả bom hạt nhân này đã rơi xuống một khu vực sâu thẳm ở Đại Tây Dương và cũng coi là bị mất tích. Đây là hai quả bom hạt nhân thứ tư và thứ năm của Hoa Kỳ bị mất tích. Tiếp theo đó, vụ tai nạn của máy bay ném bom B-47 ngày 5 tháng 2 năm 1958 của Mỹ được đánh giá là vụ tai nạn hạt nhân lớn nhất. Cụ thể, hai máy bay ném bom B-47 của Không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Asbury Park ở Florida cùng với máy bay tiêm kích F-86 để tham gia cuộc tập trận mô phỏng việc đánh chặn. Một trong hai chiếc máy bay ném bom B-47 có mang theo quả bom kinh khí Mach 15. Buổi tối hôm đó, máy bay tiêm kích F-86 cất cánh từ căn cứ Charleston để luyện tập đánh chặn máy bay ném bom B-47. Trong bóng tối, máy bay chiến đấu F-86 chỉ có thể dựa vào radar dẫn đường để phát hiện máy bay ném bom B-47. Nhưng không hiểu sao, radar dẫn đường của máy bay tiêm kích F-86 chỉ nhìn thấy một máy bay ném bom B-47. Khi phi công đang thắc mắc vì sao thì máy bay tiêm kích F-86 bất ngờ va vào cánh phải của chiếc B-47 khác. Sau khi va chạm, phi công lái máy bay tiêm kích F-86 buộc phải nhảy dù, còn chiếc máy bay ném bom B-47 bị hỏng cánh phải và phi hành đoàn đã cố gắng giữ ổn định bay đến căn cứ không quân Hunter. Nhưng những người chỉ huy căn cứ không quân này sợ bom hạt nhân trên máy bay phát nổ đã không đồng ý cho chiếc B-47 hạ cánh. Không còn cách nào khác, phi hành đoàn chiếc máy bay B-47 phải bay đến vùng biển gần đảo TB ở Georgia và thả quả bom hạt nhân xuống. Quả bom này cũng cho là bị thất lạc cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Nó đã trở thành quả bom hạt nhân thứ 6 của Hoa Kỳ bị mất tích. Vẫn chưa dừng lại, ngày 25 tháng 9 năm 1959, một máy bay chống ngầm P-5M của Hải quân Hoa Kỳ trong khi tuần tra đã đâm xuống vùng biển của đảo Whidbey gần Puget Sound. Chiếc máy bay này mang theo một quả bom hạt nhân chống ngầm và quả bom cùng với chiếc máy bay P-5M đã nằm yên dưới đáy biển. Quả bom này cũng không được tìm thấy, trở thành quả bom hạt nhân thứ 7 của Hoa Kỳ bị mất tích. Tiếp đến, ngày 24 tháng 1 năm 1961, một máy bay ném bom B-52 đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ở trên vùng trời Wilmboro, Bắc Carolina thì đột nhiên máy bay xảy ra sự cố. Chiếc máy bay này sau đó bị nổ ở trên không. Hai quả bom hạt nhân trong khoang bom bị rơi tự do. Một quả được mở dù và hạ cánh từ từ. Còn một quả thì dù không mở nên rơi xuống một cánh đồng và chui sâu vào lòng đất. Khi lực lượng cứu hộ của không quân Hoa Kỳ đến tìm kiếm, đội quân cứu hộ đã đào sâu xuống hơn 15 mét nhưng vẫn không tìm thấy quả bom đâu. Để đảm bảo rằng quả bom hạt nhân này sẽ không rơi vào tay người khác, chính phủ Hoa Kỳ đã phải chi tiền ra mua lại khu đất nông nghiệp còn ẩn giấu quả bom hạt nhân này. Đây là quả bom hạt nhân thứ 8 của Hoa Kỳ bị mất tích. Ngày 5 tháng 12 năm 1965, tàu sân bay Ticonderoga sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Việt Nam trở về Nhật Bản, thì một chiếc máy bay cường kích A-4 Sky Eagle mang một quả bom kinh khí B-43 đã vô tình bị trượt từ dàn nâng của tàu sân bay rơi xuống biển. Chiếc máy bay mang theo quả bom hạt nhân cùng với viên phi công bị chìm dưới độ sâu 4.850m, nên việc trục vớt chiếc máy bay là không thể, nên chiếc máy bay cường kích A-4 và quả bom hạt nhân vẫn bị bỏ lại dưới đáy biển sâu cho đến ngày nay. Vụ để rơi quả bom hạt nhân này đã gây ra các cuộc biểu tình phản đối ở Nhật Bản,
vì nơi bom hạt nhân bị mất chỉ cách quần đảo Ryukyu có 130 km và cách Okinawa 320 km. Đây là quả bom hạt nhân thứ 9 của Hoa Kỳ bị mất tích. Ngày 22 tháng 5 năm 1968, chiếc tàu ngầm hạt nhân USS SSN-589 Scorpion bị đắm cách Azores 400 hải lý về phía Tây Nam. Nguyên nhân vụ tai nạn này vẫn còn là một bí ẩn. Vụ tai nạn đã làm toàn bộ 99 sĩ quan và thủy thủ trên tàu thiệt mạng. Chiếc tàu ngầm hạt nhân USS SSN-589 chìm dưới đáy biển ở độ sâu 3.000m nên cũng không thể trục vớt được. Ngoài lò phản ứng hạt nhân của con tàu, còn có hai ngư lôi Mark-45 mang đầu đạn hạt nhân VK-34. Đây là quả bom thứ 10 và thứ 11 của Hoa Kỳ bị mất tích. Ngoài 10 quả bom hạt nhân được ghi nhận vẫn chưa tìm thấy sau khi mất tích, quân đội Mỹ còn để xảy ra nhiều vụ bom hạt nhân bị hư hại do máy bay chiến đấu bị rơi dẫn đến rò rỉ chất phóng xạ. Con số thực tế nếu tính tất cả các vụ tai nạn hạt nhân lớn nhỏ của Hoa Kỳ thì có đến hàng trăm vụ. Những vụ sự cố này đóng vai trò nhắc nhở về những nguy cơ tiềm ẩn của vũ khí hạt nhân. Chúng là nhắc nhở về những sai sót trong quá trình vận hành và quản lý vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh hiện tại, việc tìm kiếm và xác định vị trí của những quả bom này vẫn là những vấn đề không dễ dàng.